kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 12 của tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên năm 2018. Phát động triển khai thực hiện mô hình xây dựng tuyến đường xanh thanh niên. Lực lượng công nhà tình nghĩa trong nghèo. Chương trình đồng hành với đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam sôi nổi ý nghĩa đêm hội Giáng sinh 2018, chào năm mới 2019. Các cơ sở đoàn sôi nổi nhiều hoạt động ý nghĩa cuối năm 2018. Ngày 7 tháng 12, Ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Với chủ đề Năm tuổi trẻ sáng tạo, hội nghị đã đánh giá tổng kết lại những thành tích mà các đơn vị đoàn thanh niên đã gặt hái được, chỉ ra những mặt hạn chế yếu kém trong quá trình triển khai và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề thanh niên tình nguyện nhằm phát huy hơn nữa giá trị mới của hoạt động tình nguyện kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện dịp này 41 tập thể và 32 cá nhân đã thành tích xuất sắc cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 26 tập thể, 22 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc cho công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018. Sáng ngày 8 tháng 12, Ban thường vụ tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Nghệ An năm 2018 và giới thiệu dự án khởi nghiệp Unica ứng dụng gọi xe gửi hàng qua smartphone. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được lắng nghe những thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội thách thức và ứng xử của giới trẻ hiện nay do phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng về kinh tế Việt Nam, chủ tịch hội đồng khoa học về kinh tế Việt Nam trao đổi chia sẻ. Dịp này ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với công ty Unica ra mắt dự án khởi nghiệp sáng tạo. Unica là phần mềm ứng dụng gọi xe thuần Việt được khởi xướng từ sự sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An nhằm kết nối các doanh nghiệp và các chủ xe phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm thiểu chi phí cước vận tải cho người tham gia sử dụng. Đây là dự án được nhiều người đánh giá cao, đặc biệt có phần giải quyết việc làm cho thanh niên, giảm ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Thực hiện kế hoạch triển khai chương trình vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2018-2022, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo 21 trên 21 huyện thành thị đoàn đồng loạt ra quân thực hiện công trình hàng rào xanh thanh niên. Trong ngày ra quân mùng 1 tháng 12, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn đã trực tiếp tham gia hoạt động trồng hàng đào xanh tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Sau một ngày triển khai cùng với sự tham gia hăng hái tích cực của gần 500 đoàn viên thanh niên và nhân dân, hơn 800 mét hai bên đường làng Hoa Tiến đã được phủ xanh bằng hàng cây chuối ngọc. Tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh đã trồng mới được gần 10 km hàng đào xanh, góp phần đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới đồng thời thông qua hoạt động góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn cảnh quan môi trường trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của đất nước. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12 năm 2018, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức lễ khởi công ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hồ Nam Nguyên, bản Quỳnh Hai, xã Trung Bình, huyện Quỳ Châu. Gia đình thanh niên Hồ Nam Nguyên là một gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Anh một mình gạt trống nuôi con, bố bị bệnh bài liệt, bản thân lại mắc bệnh não từ nhỏ một mình anh trụ cột gia đình, cầm bữa no, bữa đói, có lúc gia đình phải nương nhờ bà con làng xóm. Với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh đoàn đã kêu gọi doanh nghiệp các nhà hảo tâm, hỗ trợ cho gia đình anh Nguyên 40 triệu đồng để tiến hành xây dựng căn nhà mới để có thể an cư, sớm ổn định cuộc sống. Ngày 11 và 15 tháng 12, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tổ chức chương trình đồng hành với đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam tại quảng trường Hồ Chí Minh. Ngày 11 và 15 tháng 12, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với hội doanh nhân trẻ tổ chức chương trình đồng hành với đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam tại quảng trường Hồ Chí Minh. Thông qua việc bố trí màn hình âm thanh cỡ lớn nhằm phục vụ nhu cầu của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, vừa tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân về các thông điệp của vũ bóng đá văn minh với những câu slogan như dù nhất hay nhì, quốc kỳ trong tim. Có thể họ là xin đừng rú ga. Thương người lao công quyết không xả rác. Chương trình đã góp phần thúc đẩy việc tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới người hâm mộ bóng đá trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức đêm hội Giáng sinh năm 2018 và chào đón năm mới 2019 tại giáo xứ Hậu Thành, huyện Yên Thành. Nhân dịp mừng đón lễ Thiên Chúa Giáng sinh, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức đêm hội Giáng sinh năm 2018 và chào đón năm mới 2019 tại giáo sứ Hậu Thành, huyện Yên Thành. Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ sôi động của giới trẻ sứ và đoàn viên thanh niên huyện, trao tặng 35 xuất quà cho nhân dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp thăm và tặng quà cho các bí thư chi đoàn là người công giáo trong xứ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên chia sẻ kịp thời đến bà con nhân dân vùng giáo, đồng thời là dịp để tăng cường mối giao lưu đoàn kết lương giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Và trong tháng 12 này, các cơ sở đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Nhằm chia sẻ những khó khăn thiếu thốn đối với các em thiếu nhi nghèo vùng miền núi, biên giới, vừa qua Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp nhóm thiện nguyện Tầm Phúc đến thăm hỏi và tặng quà đồng viên thầy cô giáo và học sinh tại 4 địa điểm là trường mầm non, trường tiểu học mừng Tiếp, huyện Kỳ Sơn, trường mầm non tiểu học Châu Bình Hai, huyện Kỳ Châu. Đây là hoạt động cụ thể triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong tình cảm của nhân dân. Vừa qua, tuổi trẻ Tương Dương đã tổ chức hoạt động hỗ trợ xã Tâm Đình xây dựng nông thôn mới với nhiều phần việc cụ thể như xây dựng tường rào nhà văn hóa bản, quét dọn phát quang, thu gom rác thải xung quanh các điểm nhà văn hóa thôn, làm sạch hành lang và phát quang cây bụi tạo cảnh quan sạch đẹp đường làng ngõ xóm. Trong một ngày, lực lượng đoàn viên thanh niên của huyện đã tiến hành dọn vệ sinh tuyến đường dài 3 km và xây dựng xong tường rào nhà văn hóa thôn đây là việc làm cụ thể góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa và tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp an toàn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tường Dương. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2018, tại trường Trung học phổ thông Đô Lương 1, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đô Lương phối hợp với Viện Nghiên cứu Thanh niên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho hơn 1.600 cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Phiên tòa giả định được tổ chức như một phiên tòa thật, tái hiện một cách chân thực tình huống vi phạm pháp luật về bạo lực học đường của một nhóm học sinh chỉ vì mâu thuẫn tình cảm. Hai học sinh nữ đã đánh hội đồng một nữ sinh khác. Chương trình phiên tòa giả định như hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho các bậc phụ huynh, thầy cô giáo trong việc quan tâm sâu sát hơn nữa đối với con em học sinh của mình. Chiều ngày 18 tháng 12, Đoàn xã Sơn Hải tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn xã Sơn Hải. Đội thanh niên xung kích bảo vệ an ninh trật tự xã Sơn Hải có 15 thành viên, có nhiệm vụ tham gia tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã, tham gia phản bác các luận điệu sai trái thù địch, kịp thời nắm bắt định hướng tốt dư luận cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trên mạng xã hội. Cũng trong buổi lễ này, ban chấp hành các chi đoàn trên địa bàn tiến hành ký cam kết không vi phạm pháp luật về sử dụng pháo nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Vừa qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Nghĩa Đàn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 100 đồng chí là cán bộ đoàn, các thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp từ lĩnh vực chăn nuôi sản xuất nông nghiệp của 25 xã thị trấn trong toàn huyện. Sau hai ngày tập huấn, các học viên đã được cung cấp nhiều kiến thức cơ bản về chăn nuôi, những kinh nghiệm cần phải có trong quá trình khởi nghiệp để thành công. Bản tin tuổi trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoanngheang.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.